Hey, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cái đoạn tư liệu mà giới thiệu đến các bạn chia sẻ về cái cách một cắt một cái giác lưới ở đáy ha. Thì mình có một cái viên đá mà làm theo yêu cầu là một cái trụ tám cạnh. Thì mình làm một cái viên đá cho khách, rồi bây giờ là mình cắt cái đáy là đáy lưới cũng 8 giác và 3 tầng ha. Thì sẵn đây mình cũng muốn ghép vô để mình làm một tư liệu mà hướng dẫn các bạn cắt giác lưới cho đáy ha. Thì đây là một cái tập là 3.2C và cũng là 4.2C, nó nằm trong cái bộ đó đó các bạn. Thì mặt trên á, là 3.2, còn đáy á, là 4.2 ha. Thì chúng ta cùng theo dõi ha. Thì Quân cũng đặt tên như vậy để sau này khi nào mà chúng ta xem ở trong cái web hay là chúng ta xem ở trong cái YouTube thì chúng ta dễ dàng tìm thấy được cái bộ clip này ha. Thì đây là một cái viên đá mà không phải là 100% là dùng để kinh doanh mà là phát triển ý tưởng của khách hàng, cho nên là Quân được đặt để làm. Thì cái mặt của nó khá là lạ và Quân nghĩ là đi cái giác lưới này với 3 tầng 8 này thì cái giác này nó sẽ giữ được màu của viên đá kinh khủng lắm, và nó sẽ phát huy tối đa cái lửa rất là dày cho một cái mặt rất là kính. Thì lửa dày mặt kính thì phải đi những cái giác lưới hoặc là giác tầng, nó sẽ rất là đẹp các bạn. Đó. Thì Quân bắt đầu Quân cắt á, thì Quân cũng muốn giới thiệu đến các bạn và hướng dẫn các bạn cái cách làm qua cái khái quát lời dẫn thoại ha. Thì sau khi mà chúng ta có được một cái mặt trụ như thế này rồi, chúng ta sẽ cố gắng gắn cái mặt trụ này làm sao mà cái mặt phẳng này ha, nó phải trùng với cái giác này. Đó, cái giác này bằng cái bộ số 32 thôi ha. Rồi, các cái mặt này thì chúng ta bo, coi như là Quân bo sẵn rồi. Quân bo hai cái mặt này ha, là nó thành một cái tam giác này rồi, và cũng khá đều nha các bạn, khá đều, khá là đều á. Bây giờ Quân clip thêm bên trái bên này thêm một chút xíu nữa thì nó sẽ đúng vô giữa. Một chuyện thứ nhất Quân cần làm rồi, sau khi mà Quân cắt được 8 cái giác này xong ha, ngay đúng vị trí này xong, Quân sẽ chuyển lên cái tầng kế tiếp. Quân sẽ cắt vô cái giác mà nằm ngay trên cái đường này ha. Có nghĩa là giác nào các bạn, khi mà chúng ta cắt cái 8 cái giác mà đang có sẵn đây nè ha, thì cái này nó trùng với lại cái giác này, nó đang trùng với cái mặt của 8 cạnh là cái này ha, là những cái giác lớn này nè ha. Đó, nó đang có 8 giác. Quân sẽ cắt đầu tiên hết là giác chân á, là cái này. Thì tới giác giữa Quân sẽ cắt là giác này. Các bạn hình dung ra ha. Các bạn hình dung ra ha. Đó. Như vậy thì giác kế tiếp Quân sẽ cắt là giác này. Thì để cho mọi chuyện á, nó dễ dàng và dễ suy nghĩ ở trên một cái bộ số 32, thì chúng ta sẽ đổi phương án không như lúc đầu Quân nói là 8 8 8 ha, mà Quân sẽ cắt là 8 16 8 cho các bạn xem ha, để coi nó như thế nào ha. Chắc chắn các bạn sẽ thấy nó thú vị lắm ha. Hoặc là Quân cũng có thể Quân sẽ cắt 16 8 8. 16 8 8 nó sẽ đẹp hơn đó các bạn, nó sẽ đẹp hơn và nó có cái sự cân bằng hơn.
Vũ sẽ cắt 1688. Như vậy thì cắt 1688 mà chúng ta gặp á, gặp cái trường hợp là cái đáy này nó như thế này, thì làm sao chúng ta đo được cái 16. Như vậy chúng ta sẽ cắt từ trên xuống, cắt 8 giác trước, 8 giác ở đỉnh trước, sau đó lấy cơ sở đó để chúng ta cắt 16 giác dưới, giác chân ha các bạn ha, thiếu chỗ nào bù chỗ đó. Rồi đây là không phải là một hình tròn cho nên nó không tự do lắm. Thì đây cũng là một cái bài hướng dẫn về giác lưới mà ngẫu nhiên có một cái sự khó trong đó thì nó trở thành một cái bài hướng dẫn hay. Quân sẽ thực hiện cái bài hướng dẫn này để giúp cho các bạn tổng quan hóa được cái giác lưới 1688 trên cái đáy ha. Và nguyên lý nó cũng giống như là cái giác soạn thôi. 16-8 thì giác soạn nó có hai tầng như thế, còn bây giờ thêm một tầng ở giữa nữa, tầng 8 ở giữa nữa ha, thì nó lại có cái hay của nó ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cắt á, là cắt cái chóp trước bằng cái giác này, sau đó chúng ta cắt giác chân ha, chóp là cái giác tầng 3 nè, rồi bằng cái giác này, xong rồi chúng ta cắt cái giác chân bằng cái hai cái giác nhỏ này ha, để ôm cái giác này, xong cuối cùng chúng ta cắt cái giác giữa là cái giác này ha. Rồi chúng ta thống nhất với nhau như vậy, và góc cho các cái này thì góc này ha sẽ rớt vào 37 độ, rồi góc giữa này rớt vào 40 độ và góc này 43 độ ha. Chúng ta cùng theo dõi nha các bạn ha. Thì cũng như mọi khi á, Quân vẫn hướng dẫn các bạn á, là mình lấy cái giác 8 này bằng cách là lấy giác tứ. Thì ở cái kiểu giác này Quân nói riêng thêm một chút nữa, đó là cái trụ của nó đã có 8 giác rồi, thì lúc chúng ta lấy chúng ta dễ, rất là dễ canh ha. Chúng ta thấy được cái hình chữ nhật này nè, và những cái hình chữ nhật này chúng ta so sánh nè, so sánh cho nó bằng nhau, ra bằng nhau, cái còn đáy là nó đụng nhau nè, chúng ta nhìn vô đúng không, cũng thấy được luôn đó ha, chúng ta cũng thấy được luôn á đó. Cho nên là nó dễ lắm nha các bạn ha. Rồi bây giờ Quân cắt tiếp cho các bạn xem ha. Cắt đủ giác 8 luôn. Rồi cái giác 8 là tầng 3 nè, rồi giác 8 tầng 2 nè, rồi cái giác 16 tầng 1 nè ha. Rồi tất cả là Quân setup sẵn hết các cái độ, lát nữa mình cắt luôn lượt, xong rồi mình đánh bóng lượt luôn cũng được nữa các bạn ha. Hôm nay mình xem chúng ta cắt xong chúng ta đánh bóng đi ha. Quân vừa hoàn thành cái giác 8 ha, cho cái tầng 3 cho các bạn ha. Rồi bây giờ để giải thích cái vấn đề mà vì sao Quân lại quyết định chọn hướng dẫn các bạn làm cái giác 8 này trước, tại vì khi mà chúng ta cắt một cái giác 16 á thì chúng ta chưa quen hình của nó, nên chúng ta có cái giác 8 để chi, chúng ta có được cái đường vân này nè, cái đường gân giữa này nè, để chúng ta dựa vào đó chúng ta căn cứ cho cái giác 8 ha các bạn ha. Nhưng mà để mà cắt như vậy thì các bạn phải có một cái kinh nghiệm, tại vì chúng ta không có cắt cái giác giữa trước, chúng ta để dành cái giác giữa cắt sau cùng, cho nên là chúng ta cắt từ trên xuống thì chúng ta phải chừa cái đai lại chút xíu ha, chúng ta chừa cái đai này lại, gọi là cái gờ đó, chừa lại chút để chúng ta cắt cái giác 16 nó lấn xuống đây một chút nữa ha, xuống đây khoảng nửa ly nữa đó. Đó là cái phương pháp làm của Quân, và cái phương pháp này nó giúp cho chúng ta có cái cơ sở để xác định, và chúng ta có thể làm bất cứ cái sản phẩm nào bằng cái bộ số 32 ha, phù hợp với bộ số 32 đẹp và chuẩn xác nhất, tại vì chúng ta làm chúng ta phải tính toán thì chúng ta mới làm được các bạn. Rồi bây giờ Quân cắt giác 16 để chứng minh cái điều mà Quân nói cho các bạn xem ha. Quân cắt bên này nè, nó dựa vô cái giác này, và cắt bên này nó sẽ dựa vô cái đường giao tuyến giữa này ha, các bạn coi nè, đẹp lắm. Các bạn thấy không? Đó. Đó là cái lý do mà Quân làm như vậy cho các bạn xem ha. Và ở cái giác này nè, nó khác cái giác tròn, cho nên là Quân cố ý Quân cho nó lấn qua luôn.
cho nó lớn quá luôn, để lát nữa mình cắt lại cho nó, cho nó được, cho nó có được cái mặt trên này nè. Mặt này nó rộng xíu và nó nằm xích lên trên này nó mới đẹp các bạn ha. Quân có tới sự tính toán như vậy đó ha. Để Quân chỉ cho các bạn ha. Rồi chúng ta cùng theo dõi nha. Quân làm hoàn thành rồi, rồi Quân cho các bạn coi cái tầng 3 nha. Đó, đó. Xong cái giác 16 rồi các bạn thấy đẹp không đó. Nó vậy đó các bạn, nó dễ lắm. Và chúng ta có một cái căn bản và có một cái hướng làm, thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ làm ra những cái mặt phẳng như thế này nha các bạn ha. Thì chúng ta thấy nè, giác 16 nó ôm vô cái chân của cái cạnh đẹp ghê không? Nó tạo ra cái mũi tên các bạn thấy không, lát nữa nó bóng lên nó đẹp lắm. Bây giờ nè, mua cho cắt cái giác này, nó ăn ngay đây nè, ăn thẳng đây xuống, nó thành một cái hình thoi, nó sẽ thành một cái hình thoi nhỏ ở ngay giữa này. Quân sẽ cố ý, quân sẽ cho nó nằm ngay giữa này luôn đó, để coi nó sẽ cắt ra như thế nào ha. Xong rồi chúng ta đi đánh bóng một vòng, các bạn sẽ thấy cái giác này đẹp lắm đó. Đây là một cái kiểu giác, phương pháp cắt giác lưới nha các bạn ha. Và cái góc các bạn á, cái góc các bạn á lệch nhau càng thấp á thì các bạn sẽ được nhiều tầng. Quân cho nó, quân cố ý đi 3 tầng nên quân làm ra bây giờ cái đáy nè, ra cái đáy nè, thấp chủm, thấy thấp chủm, nhưng mà viên này chắc là lửa dữ lắm. Đó. Rồi bây giờ quân cắt tầng 2 nha, đây tầng 1 rồi nè, giờ cắt tầng 2 đây. Đó. Thấy các bạn thấy không, nó lệch nhau đâu có nhiều đâu. Đó. Do là mình muốn cắt 3 tầng cho nên mình hạ cái này nè, cái tầng 3 này nè, mình hạ nó thấp thì thấp, nó rơi khoảng 30 mấy độ thôi, tự động tất cả các cái tầng này nó rơi vô khoảng 41, 43 độ, nhỏ nhỏ. Đó. Các bạn càng chi tiết cái này thì cái lưới của bạn càng đẹp ha. Thì Quân vừa hoàn thành xong cái giác của cái tầng này nè, ha. Đây là tầng 2 nè. À, tầng 2 là tầng 1 nè. Đó, rồi cái tầng giữa đó nha. Rồi, tầng 3 nè. Rồi, quân sẽ chỉ ha. Tầng 3 là giác này cũ nè. Ha. Tầng 1 là giác chân nè. Ha. Và tầng 2 là giác này nè. Thì á đây là một cái khúc tài liệu để mà quân phân tích luôn các bạn á, là các cái giác lưới là như thế nào. Ha, là mình cắt đây 16, lên đây mình chẻ qua, mình đổi qua góc cắt, đổi qua giác cắt khác là gọi là mình tạo lưới rồi đó. Rồi lên trên mình đổi qua một cái giác khác đó, nó lệch nhau vậy đó. Thì do là quân cắt cái giác này ở giữa này nhỏ nè ha, để gọi là biến tấu giác cho khách đó, cho nên là quân mới cắt nhỏ như vậy. Các bạn khó hình dung ra lưới đúng không, nhưng mà phương pháp cắt giác lưới là như vậy đó các bạn ha. Rồi bây giờ quân đánh bóng, quân chừa lại cái giác này không đánh bóng để quân ra sản phẩm cho khách luôn. Rồi các bạn chờ xem nha. Rồi các bạn xem nha, quân vừa đánh bóng xong ha, và quân vẫn chừa lại cái tầng 2, quân không đánh bóng vì đây là một cái giác kiểu dành cho khách yêu cầu sáng tác á. Thì quân cũng làm cho khách ha, đáp ứng yêu cầu của khách. Thì sẵn ở đây là mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn là cách cắt giác lưới như thế nào và ứng dụng giác lưới ha. Thì video này là video thêm đi, chứ quân sẽ không có đưa vào trong cái danh mục là hướng dẫn giác lưới đâu. Quân sẽ làm một cái video giác lưới riêng cho các bạn luôn ha. Thì khi mà mình ứng dụng cái giác lưới như thế này, các bạn sẽ thấy nè, nó đẹp ghê không. Đó. Đây là một cái kiểu giác là 1688 nha các bạn. Mình chừa mấy cái cánh này lại để cho các bạn nhìn nè. Đây là cái bông đó các bạn. Các bạn thấy không? Thấy một cái quả tuyển không? Đó. Đẹp không? Thành phẩm đẹp lắm nha các bạn.